Hello anh em, ngày hôm nay thì em về được ít củ mic của Bayer 780, 790. Thì số lượng về thì nói chung là ít so với đợt mọi lần nhập thôi anh em nhé. Số lượng đợt này về được có 500 chiếc thôi anh em nhé, 500 chiếc củ của Bayer đây thôi. Đây, mỗi một kiện này sẽ là 10 chiếc này, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Riêng cái chỗ này 10 khay 100 rồi. Chỗ này nữa mười mấy khay nữa này. Bên trong này còn này. Đấy, trong này vẫn còn này. Đây, đây cho anh em này. Chưa tháo hết ra, đây, vẫn còn cho anh em. Đấy. Ok cho anh em. Số lượng về thì nói chung là đợt này thì nó là ít anh em nhé, có được có 500 chiếc thôi. Mỗi lần toàn về 1000 củ thôi. Lần này về được có 500 chiếc cho anh em. Những dòng này thì nó thay thế cho những củ xua, những củ Bayer, những cái củ cũ của anh em ấy, mà cái tiếng chất âm nó không được đều giải hát hay bị nặng tiếng ấy. Thì anh em tham khảo những cái mẫu này anh em nhé. Đấy, anh em tham khảo những cái mẫu này, nó khỏe, nó hát nó khỏe đây. Từ đây nó đẩy luôn anh em nhé. Đấy, nhìn chưa, nó đẩy luôn anh em nhé. Cái từ này nó rất là khỏe cho anh em này. Đấy, rất là khỏe luôn anh em nhé. Đấy, nó đẩy luôn, anh em thấy chưa. Đấy, cái từ này nó là từ neo anh em nhé, nên nó rất là khỏe. Nó đẩy những cái nó hút mic cho anh em. Khi em hát ấy, thì nó rất là hút mic, hát nó rất là nhẹ và nhạy, đều dài. Đấy, như em nói rồi, anh em nào mà bộ mic nó hay bị cái tình trạng gọi là vỡ tiếng, bể tiếng, hát nặng thì anh em tham khảo với những cái củ này. Bên em đang bán là 220.000 một củ anh em nhé. 220 một củ, hai củ là 440. Ship thì anh em mua một củ cũng thêm 30.000. Mà anh em mua 10 củ cũng chỉ thêm có 30.000 tiền ship thôi anh em nhé. Đấy, cứ coi như là anh em cứ mỗi một lần mua hàng một củ hay là hai củ hay bốn củ thì vẫn đều là 30.000 tiền ship cho anh em thôi. Đấy, nói chung là nó rất là hợp lý cho anh em đúng không ạ. Đấy, củ này thì cho anh em biết rồi. Đấy, hàn nhức dây riếc thì hàn như nào thì anh em về nhớ cho em nhé. Bên có chấm này thì nó sẽ là cổng dương anh em nhé, còn bên không có chấm thì nó sẽ là cổng âm. Anh em cứ thế anh em hàn thôi. Trong cái củ mic anh em tháo củ cũ của anh em ra đấy, nó cũng đã có những cái phân biệt dương âm rồi đấy, dây đã phân biệt cho anh em rồi. Anh em tháo ra anh em để ý chút thôi là được. Đấy, dây nào hàn dương, dây nào hàn âm, nó cũng đánh dấu đầy đủ cho anh em. Đấy, anh em dương âm, anh em cứ hàn và đúng cực cho nó là được thôi anh em nhé. Những cái này thì quá là ok cho anh em rồi. Đấy, rất nhiều các video, những cái bài test mà em thay thế ở những bộ mic xua như 8, 9, 10 ấy, hoặc là 20, 21, 23 đấy. Đấy, thì em thay những cái bộ mic đó thì nó được một cái chất âm nó tốt hơn rất nhiều, nó đều giải, nó không bị bể tiếng anh em nhé, nó đều giải hơn, hát nó sẽ nhẹ hơn, hút mic hơn so với những cái bộ mic cũ của anh em. Mà chi phí đầu tư thì nó không quá là cao anh em nhé, nó không quá là cao đâu, có 220 một củ thôi, hai củ thì là 440 anh em nhé, 30.000 tiền ship 470. Đấy, nó thay đổi được chất âm tiếng mic cho anh em rồi, nó tránh cái tình trạng bị bể tiếng, vỡ tiếng cho anh em thôi. Đấy, như em nói rồi, từ neo nó hút rất là hút anh em nhé. Đây, cho cái từ neo ra cho anh em xem, từ đã đẩy cho anh em xem rồi đấy, đẩy rất mạnh luôn anh em nhé. Đấy, nó đẩy nhá. Đấy, cái này là cái từ nó đẩy anh em nhé. Đấy, lực từ nó mạnh quá anh em nhé. Đấy, nó có thể đẩy mạnh luôn, đấy, dí sát luôn rồi. Đấy, anh em thấy chưa, nó rất là khỏe luôn, cái lực từ nó rất là khỏe đấy. Đấy, nó đẩy kinh khủng luôn anh em nhé. Đấy, tại sao cái dòng neo này hát nó nhẹ là như vậy, vì nó hát nó bắt mic anh em nhé, hát nó bắt mic, hát nó nhẹ. Đấy, từ neo mà anh em, chứ không phải từ coi thường đâu anh em đâu. Đấy, và giá thì như em báo rồi, quá hợp lý cho anh em. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ anh em nhé, số điện thoại ở góc dưới màn hình, và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất. Và đây là số lượng về thì đấy, khá nhiều cho anh em. Đấy, hát nhẹ, hút mic 220 anh em nhé. Ok, chào anh em, hẹn anh em các video clip lần sau anh em nhé.